Rồi, chào tất cả các bạn. Thì mấy ngày hôm nay thì mình bận việc cho nên là mình chưa làm clip cho các bạn xem được. Thì hôm nay mình có mang đến đây một cái diễn viên mới để làm clip cho các bạn xem. Hắn ta thì được đựng ở trong một cái túi bằng giấy như thế này. Thì ngoài ra mình có mua thêm một cái bịch thức ăn cho nó nữa. Đây, đây là một cái hạt. Hạt gì các bạn biết không nhỉ? Đây chính là hạt kê. Hạt kê thì nó trông như thế này đây. Hạt nó khá là nhỏ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở ra xem nhân vật chính của chúng ta hôm nay là gì nhá. Nào bắt đầu nào, các bạn thử đoán dần đi xem là các bạn có đoán đúng không nào. Vì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ không còn là bò sát nữa, mà chúng ta sẽ sang một loại động vật đó cao cấp hơn, đó là loài chim. Đây, một con chim. Ok, một con sang một bên. Các bạn có biết là đây là con chim gì không? Nào nào, hãy quan sát nào. Đây, nó thì hơi gọi là bị kích động do là mình mới mang từ trong cái bịch ra, cho nên là nó có vẻ là hoảng sợ, khó cầm nó quá. Bọn chim này thì nó tiến hóa hơn bọn bò sát, cho nên là nó khá là lanh. Đây, một con chim. Đấy, một con chim cu thái. Chân nó run rẩy này, có vẻ là sợ mình. Đây, cánh này, đuôi này. Đuôi thì họ nuôi trong lồng cho nên là nó bị gãy hết rồi, chứ bình thường nó dài tới đến đây này. Khá là dễ thương và khá là xinh xắn, nhỏ gọn. Thì để nuôi được một cái con chim, để nuôi được một con chim thì chúng ta cần cái điều kiện rất là đơn giản, đó là các bạn cần phải chuẩn bị một cái lồng chim. Thì lồng chim thì các bạn có thể dùng cái lồng nào cũng được, miễn là nó không quá chật, phải đủ thoáng để cho con chim cảm thấy thoải mái. Hơn nữa thì những cái khe lồng thì nó phải đủ kín nhá, chứ không là nó sẽ chui ra ngoài, nó sẽ bay mất. Rồi thì cái lồng chim thì bên trong đó phải có cái máng để chúng ta đựng cái thức ăn hoặc là cái nước uống cho nó. Các bạn có thể mua những cái lồng chim bằng cách là ra cái tiệm bán chim. Thì ngoài đấy thì họ bán rất là nhiều cái lồng. Những cái lồng đơn giản nhất và rẻ tiền nhất là những cái lồng sắt, nó chỉ có giá là vài chục ngàn, cho đến những cái lồng tre đắt hơn và những cái lồng gỗ cao cấp, có những cái lồng đến cả hàng chục triệu bạc đấy. Rồi thì thức ăn của cái con chim này, của cái con chim này thì nó rất là đa dạng, chủ yếu là các cái loại hạt, ví dụ như là lúa, gạo, cám chim, đậu xanh, rồi là hạt kê như mình đã giới thiệu ở đây. Đấy, thức ăn của nó rất là đa dạng. Ngoài ra thì nó có thể ăn thêm những cái hạt mè, vân vân. Nước uống thì các bạn cho nó uống nước thông thường. Nói chung là các bạn uống cái nước gì hàng ngày thì nó cũng sẽ uống cái nước đấy, trừ bia, rượu, nước ngọt, sữa và thuốc ra nhé. Các bạn lưu ý rằng là khi chúng ta nuôi cái loài này thì thỉnh thoảng nếu có điều kiện các bạn nên mang lên nóc nhà hoặc là mang ra sân, chúng ta phơi nắng cho nó từ 15 đến 20 phút vào buổi sáng. Còn nếu mà có điều kiện nữa thì các bạn bỏ nó vào trong một cái lồng đó, các bạn úp xuống và để nó xuống đất để cho nó tiếp xúc với cái mặt đất, cái hơi đất đấy, thì người ta gọi đó là hạ thổ. Và thỉnh thoảng thì chúng ta có thể dùng cái bình phun xương để chúng ta tắm cho nó, để cho nó thoải mái và bớt đi những cái bụi bẩn trên cái người của nó. Như vậy là các bạn có thể nuôi chúng được rồi, đúng không nào? Và nuôi nó sống được bao lâu thì mình không biết, cái này tùy vào cách nuôi của các bạn, như là hên xui nhất, tại vì nuôi chim về nhiều khi chúng ta nuôi có một ngày hai ngày nó sẽ còn quá rồi. Còn ở đây thì mình mua chim về chỉ để làm clip cho các bạn xem thôi, sau đó mình sẽ làm một tin hoặc là thả, thì cái đấy thì tùy vào cái tâm trạng của mình lúc đấy.
Về phần đặc điểm sinh học thì cái loại này thì nó cũng giống như là cái con, mình nghĩ là nó cũng giống như cái con chim cu gáy thôi. Với lại cái tài liệu về cái loại này không có nhiều cho nên mình không đề cập đến ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cận cảnh về cái con chim này để cho các bạn hiểu rõ nhá. Đây thì mình sờ thấy thịt, người nó toàn là thịt thôi các bạn ạ. Thịt rất là nhiều. Đấy, nó có cái cánh khá là rộng. Nếu mà hai cái cánh này dang ra thì cũng cỡ như là hơn một găng tay đấy. Hơn một găng tay của mình. Ở đây thì lớp lông của nó khá là mềm mại. Chỉ có cái lông cánh là cầm nó hơi thô một xíu thôi. Đấy. Với cái đầu rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Và cái mỏ nó cũng rất là thuôn mảnh. Khác với những cái loài chim săn mồi, với cái mỏ nó rất là uy lực, mỏ nó quắc, đây rất là khỏe, dùng để xé thịt. Chân nó thì nó có 4 ngón đây. Nó đi thì cái động tác đi của nó giống như là con gà vậy, tức là nó sẽ bước chân này chân kia chứ không có nhảy lon ton như con chim sẻ. Các bạn lưu ý điều đấy. Ở đây thì đuôi của nó đáng nhẽ phải dài lắm đến đây thôi, nhưng mà người ta đã để nó trong lồng nên nó bị gãy mất một đoạn, rồi nhìn nó hơi xấu một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ xem là sẽ làm gì tiếp với chú chim này nào. Ở đây thì mình để ra hai cái phương án, một là ăn thịt, hai là chúng ta sẽ thả. Đấy, thì các bạn có thể chọn một trong hai cái phương án này nhé. Rồi còn bây giờ để mình cắt nó đi và mình sẽ ngồi suy nghĩ một lát xem là mình sẽ làm gì với nó. Thì đây chính là cái con chim cu Thái, mà gọi là chim Thái nha các bạn. Rồi mình sẽ cố gắng kiếm một cái nhân vật mới, một cái diễn viên chính về bò sát trong cái thời gian sớm nhất để làm clip cho các bạn xem. Còn hiện tại bây giờ chưa có cái gì thì chúng ta cứ tạm xem cái clip này đi. Cũng đừng có chê trách gì nhá, bởi vì là mình cũng rất là đang kẹt về cái vụ diễn viên đấy. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo. Rồi bay rồi, đấy lên cái cây kia, ok.